Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series tìm hiểu về Play Framework. Thì ở video trước thì các bạn đã tìm hiểu về cái cấu trúc mặc định của Play Framework. Chúng ta có model, chúng ta có controller và view. Thì các bạn sẽ tự hỏi rằng là thế model ở đâu và làm sao để kết nối đến database. Thì ở video này mình hướng dẫn các bạn cách để kết nối đến database và khởi tạo một cái database đầu tiên. Thì như những video trước mình hay làm, đó là mình tạo một cái file và các bạn mình up lên thì nó hơi lằng nhằng. Thì bắt đầu từ giờ trở đi thì mình sẽ viết thành những cái block và các bạn sẽ dễ dàng hơn. Các bạn có thể vào block của mình là hoaipt.blogspot.com. Thì ở đây mình đã viết sẵn một cái tutorial về cái việc setup connect và khởi tạo DB. Ok, đầu tiên thì chúng ta cần tạo ra một cái project. Ok, mặc định thì sau khi khởi chạy chúng ta sẽ thấy không thấy bất kỳ một cái kết nối nào đến database cả, bởi vì chúng ta chưa define nó. Example.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi tạo những cái kết nối. Thì đầu tiên chúng ta sẽ set up những cái connection. Thì để set connection thì đầu tiên chúng ta phải enable cái database plugin lên. Đó là GDBC ở trong file view.sbt. File này. Thì mặc định thì chúng ta đã có GDBC ở đây rồi và chúng nếu như chưa có thì các bạn sẽ add thêm. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải enable cái MySQL lên bởi vì trong cái tutorial này thì mình sử dụng MySQL. Sau khi mà các bạn enable cái MySQL lên ấy, thì chúng ta sẽ vào file application.config trong cái folder config. Và chúng ta sẽ define những cái thông số kết nối ở đây. Thì ở đây chúng đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cái driver mà chúng ta muốn sử dụng. Thì chúng ta dùng MySQL thì mình đã khai báo sẵn. Thứ hai chúng ta khai báo những cái URL đến cái database. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái database và chúng ta điền cái name của database vào đây. Ví dụ mình sẽ tạo ra một cái database mới tên là example và mình để nó là UTF-8. Bây giờ thì chúng ta đã có cái database example ở đây. Username thì mình sẽ dùng root và đây là password. Ok thì bạn sẽ điền username và password của các bạn. Vậy là toàn bộ những cái phần mà để define connection chúng ta đã làm xong. Chúng ta sẽ chạy lại. Ok. Thì bạn thấy là sau khi mà chúng ta đã thêm những cái config vào thì lập tức nó sẽ thông báo rằng là có một cái connection mới đã được tạo và nó đã connect được đến cái example mà mình vừa tạo ra. Ok. Thế thì hiện tại cái database là rỗng và các bạn có thể có nhiều cách để tạo có thể vào đây và tạo table. Thế nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác mà chúng ta không không cần phải tạo bằng tay như vậy. Thì chúng ta sẽ generate một cái database bằng evolution. Thì đầu đầu tiên mà để sử dụng được evolution thì chúng ta phải add cái evolution vào cái dependency list. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái file script để mà khi mà chương trình nó chạy lên nó sẽ chạy những file script đó.
thì cái file JavaScript đó nó phải nằm ở trong cái thư mục evolution và connection name. Thì ví dụ như ở trên mình khai báo một cái connection name tên là default, thì chúng ta sẽ có đó là config evolution default. Ok. Tiếp đến là chúng ta tạo những cái file script. Thì những file script không cần, chỉ cần những cái tên đơn giản, ví dụ như là 1.sql hay là 2.sql. Và nó phải có hai phần, đó là phần up và phần down. Ví dụ như ở dưới này thì phần up sẽ khởi tạo cái table và phần down sẽ drop nó. Mình sử dụng cái ví dụ này. Sorry. Ok. Sau khi mà chúng ta đã define những thông tin về để sử dụng evolution, chúng ta sẽ chạy lại. Chúng ta trở lại đây. Đó thì nó sẽ hỏi là chúng ta có muốn apply cái default này không? Ok. Ok, sau khi apply thì chúng ta sẽ kiểm tra và thấy rằng là nó đã tự động chạy những cái script và tạo DB cho chúng ta. Like this. Ok, đấy là tất cả những gì trong cái phần khởi tạo connection này. Thì video sau chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để mà có thể access và run những cái câu query. Ok, tạm biệt các bạn. Chúc bạn may mắn.